Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào cả nhà nha. Hôm nay em có cắt tỉa cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy tông cao cả nhà. Cây này Bảy Nghĩa chơi tông cao nha. Sẵn đây thì cũng để ý cho một số anh em mình thì nhà mà có cây Mai Chiếu Thủy hay hoặc là cái tác phẩm cái cây nào đó nó có được cái dạng cái tông nó như thế này thì mình làm theo cũng được nha. Ở đây quá gió cả nhà. Mà không biết sao mà trời gió quá. Nó cây chiếu thủy phía sau cả nhà. Cái này là trải qua một quá trình là Bảy Nghĩa đã vô được mấy nước dây rồi nha cả nhà. Rồi sau đó mình cũng cắt thúc rồi mình thả. Nó là cho chi cành nó mau bự nha cả nhà. Cái này là về hiện tại là mình cũng còn đang nuôi chi cành, nuôi chi cành cho nó bự ra. Bắt đầu là mình tiến hành chỉnh sửa anh cả nhà. Đó rồi, sẵn đây thì cũng tình hình dịch bệnh phức tạp thì Bảy Nghĩa cũng xin chúc toàn thể quý vị là có cái sức khỏe dồi dào nha. Đó rồi, để Bảy Nghĩa quay cây và mình cùng tiến hành cắt tỉa cho cây cả nhà. Đây cây đây nha cả nhà. Cây này thì Bảy Nghĩa chơi tông cao nha. Cây đó thì mình chơi cây thử cái dưới cho nó lắc được khoảng không này. Chiếu thủy mà mình nuôi chi cành lên tới cỡ này là cũng rất lâu rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đây. Đây là mình nuôi hướng chi 3 chiều nè. Sẵn đây là những anh em mà mình từng giá demo cho những anh em đó thì đó mình mới mốt mình nuôi theo kiểu này nha. Đó, nó phải có rơi có đuổi nha. Hành rơi là đặc biệt nè, thấy không? Thường thì anh em á, là nuôi chiếu thủy á, là phải đầu tiên thì mình lấy chi cái cành chính này trước, sau đó bắt đầu là mình lấy cái chi thứ cấp này nè. Đây là chi cấp 1 nha anh em, con này là chi cấp 2, mấy chi nhỏ này là mình gọi là dạng chi cấp 3 này nè. Nhưng mà cây này thì hầu như là cái dạng chi này nó lớn chưa đều, hơn nữa mình cũng chưa có ý định là mình vô dây lại nữa. Thì mình thả cho cái cốt cành nó càng bự thì cây nó càng có giá trị nha anh em. Nó cái cốt cành này nó phải to lớn thì bắt đầu là mình nhìn cái tác phẩm mình nó mới đẹp được. Này chủ yếu là Bảy Nghĩa còn đang nuôi cốt cành nha. Rồi rồi để mình tiến hành mình cùng cắt tỉa sơ bộ anh em ơi. Này cắt tỉa định kỳ đó ha. Tất cả các tác phẩm nào thì đi chăng nữa thì anh em cũng phải cắt tỉa định kỳ nha. Với lại mình dọn những cái xương chi không cần thiết này nè, anh cho nó lấy dinh dưỡng nó nuôi cốt cành chính này anh em. Cái này cây tông cao nha, này là đúng là chân dài, là chân dài tới nách luôn đó. Cây này là thích hợp cho anh em nào mà sở hữu mấy cái lồng sáo này kia rồi ha, treo lên đây là êm lắm nha. Thôi rồi cho mình tiến hành mình cắt tỉa anh em ơi. Đầu tiên thì mình cắt tỉa cái bộ đế trước nha anh em. Anh em phải cắt định kỳ mới được nha. Nói chung là mình không cắt định kỳ thì nó không có lấy dinh dưỡng nuôi lên cái cốt cành chính của mình sửa được đâu nha. Tất cả các cái tác phẩm nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, chủng loại nào cũng vậy hết. Đó là mình phải cắt tỉa định kỳ. Gốc này hiện tại rất là khủng nha anh em. Gốc này là gần 90 hoành. Về chiếu thủy bự chỗ này thì bây giờ là cũng rất là ít rồi anh em. Thank you.
Để mình cắt là mình cắt những cái tược này thôi, những cái tược đầu dược đó mình cắt hết. Dưới đế này hầu như là mình cũng vẫn còn nuôi đế, cho nên mình cứ cắt đế định kỳ là được nha cả nhà. Đế này thì nói chung là tương đối nó đều sẵn rồi, nên mình chỉ cần cắt định kỳ nó là ok nha. Đây đế nó đều hết nha cả nhà. Đây gần 90 hoành nha cả nhà. Bảy Nghĩa chừa mấy tượng này để nuôi thêm cái mặt thẹo này nha cả nhà. Bên đây thì có cái thẹo đang kéo đây, kéo nhanh cực kỳ nha. Này là do mình chăm á, mình chăm kỹ ra là mình lâu lâu mình vệ sinh cả nhà, mình vệ sinh rồi mình chét keo định kỳ nha. Đó. À, hiện tại cả nhà thấy cái gân nó đang kéo vô nè, kéo nhanh cực kỳ nha. Cái này là sẵn đây cũng hướng dẫn với một số anh em là thẹo này mình phải chét keo định kỳ nha, nếu mình bỏ mình không chét định kỳ thì nó sẽ bị mục nha cả nhà. Vì keo này là trung bình khoảng chừng tháng rưỡi 2 tháng là bảy Nghĩa chét lại nữa. Nó là gì đó, chét liên tục. Keo này trước là phần này nó cũng bị lũa nữa nè, nhưng mà sau đó bảy Nghĩa chét keo biết bao nhiêu nó liền nè. Liền da luôn rồi nè, giờ là nhìn hết có thẹo nữa nha. Đó, cây này là keo tâm cao nha. Đây này mình chơi dán vân nhân nha cả nhà, đúng chất bằng nhân luôn, phần cao. Cây rất là nung làm già. Cây này thì hầu như là khi bảy Nghĩa là siêu tầm về đây là cũng rất là lâu rồi. Cái thời điểm này cũng gần cả chục năm rồi đó cả nhà. 5-6 năm. Khoảng 5-6 năm cả nhà. Đó. Thì hầu như là nuôi được cái chi cành mai chiếu thủy cái này thì như mình mong muốn thì nó cũng rất là lâu nha cả nhà. Hồi xưa thì mình đã về và mình sạc chuỗi hết, cắt chuỗi hết luôn. Mình lại thích tông cao cho nên mình không có cưa lùng nha. Cái con số anh em thì có thể người ta sẽ cưa lùng xuống, nhưng mình là thích chơi tông cao, mình chơi cái dáng quân nhân nha. Cho nên là mình đã như vậy luôn. Cả nhà thấy nuôi được cái cốt cành gì là rất là kỳ công nha cả nhà. Cây đựng cái nó nu cả nhà, nu cục cục vậy đó, thấy không? Này là nu da đen nha. Chiếu thủy nó rất là nhiều loại nha cả nhà, nu da xanh cũng có, nu da trắng cũng có, nó rất là nhiều loại nha. Rồi nu da trơn hầu như là có da trơn, nó không có nu, không có nu cũng có nữa, có da trơn nữa nha, rất là nhiều loại. Nếu mà anh em có chơi chiếu thủy thì phải nghiên cứu thật kỹ thì hãy mua chiếu thủy về chơi. Thì cái dòng chiếu thủy nó cũng rất là khó chơi chứ nó cũng không có dễ đâu. Muốn nuôi được một cái tác phẩm như vậy là cũng rất là kỳ công. Như bảy Nghĩa đã nói, này là vô tay bảy Nghĩa là 5-6 năm trời mới nuôi ra được cái dáng cái này. Hồi xưa là chuỗi hết. Này mình chỉ cắt tỉa định kỳ, mình vẫn còn nuôi cốt cành nó cho nó to lên cả nhà. Đó, đặc biệt cành gơi, cành gơi đó mình phải nuôi cho nó to, cho nó gơi xuống thì mới đẹp được.
Thôi rồi, tới đây thì Bảy Nghĩa cũng xin chào tạm biệt tất cả quý vị nha. Quý cô chú anh chị nào xem thì có ý kiến gì thì góp ý phía dưới nha, hay hoặc không hiểu gì đó thì cứ bình luận phía dưới. Bảy Nghĩa biết cái gì thì Bảy Nghĩa tư vấn cái đó cho ha. Thôi rồi, tới đây thì Bảy Nghĩa xin chào tạm biệt cả nhà. Và xin chúc cả nhà có một sức khỏe dồi dào trong mùa dịch này nha. Rồi xin chào cả nhà.